Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với channel Bất Thường Gaming. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay lại Sakura Kun Simulator. Bây giờ sẽ là đến cái nhiệm vụ lái xe vào trường học các bạn ơi. Mình thấy là cái nhiệm vụ này nó cũng hơi khó khăn một chút đi. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng quá là khó khăn, bởi vì cái xe rất là to, làm như thế nào để lái vào trong trường này. Rồi, cái cửa nó bé tí á. Cố gắng bằng một cách nào đó mình cũng đã vào được trong trường rồi. Tốt. Rồi chúng ta sẽ lái lên trên cầu thang, nhưng mà nó khó như thế này làm sao mà lái. Ôi trời ơi, nhiệm vụ này đòi hỏi nồng độ cao quá, mình cần phải uống nhiều cồn như mới làm được. Thôi. Làm được rồi, chúng ta lên được rồi. Nhưng mà vấn đề là làm sao để quẹo qua được bên đây đây. Bây giờ mình phải quẹo một cái một mà cho nó băng qua đó luôn á các bạn ơi. Rồi. Ok. Quẹo xe. Ok, quẹo. Những lúc quẹo xe như thế này người ta thường nói cái gì ta? Quên mất tiêu rồi. Mình nhớ là người ta có một cái từ gì đó dùng để mà nói trong lúc quẹo xe các bạn. Rồi. Ok, chúng ta cố gắng lên quẹo qua, đúng rồi. Có một vài điều mà mình hỏi các bạn nhưng mà mình đã quên mất câu hỏi đó là gì rồi. Đúng rồi, các bạn có biết cái nơi mà bắn cung là ở chỗ nào không? Có phải là nằm ở trong trường học này luôn không? Tại vì mình cũng đã tìm mà không thấy nơi bắn cung và cả con ngựa nữa. Nên không biết tại sao lại có con ngựa luôn á. Mình đã thử đi trong trường học và đâu thấy con ngựa nào đâu. Rồi. Bây giờ thì chúng ta lên trên nào. Lên được các bạn ơi. Đây đúng là một cái nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách vào trong gai, bởi vì cái đường này nó bé tí. Lái những cái xe khác có được không ta? Ủa? Ê? Đây chính là sân thượng rồi. Mình thấy hơi lạ các bạn ơi. Ở sân trước cái sân thượng còn có một cái phòng nữa, mình quên bén cái điều đó đi. Rồi. Trời, cái xe của mình nó đang muốn bốc khói rồi kìa. Trời, làm sao để lên được sân thượng đây? Cái cửa này bé như con kiến vậy á. Bé như con kiến ấy, làm sao mà vào được. Ok, được rồi, mình sẽ thử một cái xe khác chứ các bạn ơi. Cái xe đó thì hình như là nó nằm ở ngoài đây luôn nè. Nhớ là trong trường có những cái loại xe rất là bé để rất là thích hợp vào cái chỗ đó luôn. Mình cứ tưởng là cái cổng sân thượng nó phải to hơn như thế, ngờ đâu nó bé tí ha. Rồi đây, cái xe này đây các bạn ơi. Cái này cũng được tính là xe mà ta. Cái này hình như là mình nhìn thấy giống xe đạp thăng bằng hơn, nhưng mà nó lại có một cái thanh nắm như thế này, khó hiểu quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử lên trên bằng cái xe này nha các bạn. Rất là nhanh và mượt luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đã gần tới được sân thượng rồi, không có lằng hoàng như hồi nãy nữa. Ok, hoàn thành chưa? Có vẻ như cái xe này nó không được tính rồi. Làm như thế nào đấy? Cái nhiệm vụ này khó quá. Để mình xem lại coi xe gì mới được. Đâu rồi? Nhiệm vụ đó ở đâu nhỉ? Chắc là nằm ở trên thôi. Không các bạn ơi, bắt buộc phải là cái xe này mới được. Cái chữ đó là chữ xe này rồi, chữ Kuruma là xe này rồi. Hay là mình có thể sử dụng cái xe cái gì quên mất rồi, cái xe gắn máy à, cái xe ô tô. Không có cách nào để qua được hết á. Cái xe nó không bị bé lại thì không có cách nào qua được cả. Cái xe bé lại. Ủa, nếu mình mà mặc trang phục của Alice thì cái xe này có bé lại không ta? Ôi trời ơi, khó quá các bạn ơi. Mình sẽ lại thử một cái xe khác nữa nhé. Nhưng mà bây giờ gần đến tiết học rồi. Tới tiết học luôn rồi các bạn ơi. Mình quên mở thông báo lên.
Ok, để mình mở thông báo lên cái đã. Hôm nay thì mình muốn vào bên trong trường để học. Ok, các bạn có thể thấy là bây giờ mình đang mặc bộ đồng phục mới. Bộ đồng phục này là đồng phục đặc biệt của công chúa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tham gia từng tiết học một cách nghiêm túc nhé. Bởi vì mình là công chúa cho nên là có thể đến trễ được, không sao cả. Công chúa thì được huấn luyện rất là thông minh ở trong trường, ở trong lâu đài rồi. Action, chúng ta học thôi. Rồi, học 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 học. Ủa, học rồi sống hoàn thành nhiệm vụ đi. Hay là đừng có nói là mình trễ giờ là không được nhá. Rồi xong luôn. Ê tô, đúng rồi, chúng ta có tiết học quốc ngữ mà. Đây là tiết học Kanji này. Phải đúng giờ nữa. Để công chúa học đi. Ôi trời ơi, mọi thứ nó nát tươm hết rồi. Cái kế hoạch của mình ngày hôm nay. Xe xe ơi, nói chuyện với xe xe nha các bạn. Thật là kính trọng xe xe quá đi. Xe xe chuẩn bị thả tim nè. Quá đơn giản đi. Tại vì mình là công chúa. Ok, mình ngồi xuống cái ghế này nào. Không học được các bạn. Không biết là vì lý do gì. Chắc có lẽ là lỗi game rồi. Lát nữa mình sẽ quay lại để học sau. Tiết đầu tiên là tiết quốc ngữ này ở trong lớp học này. Thôi mình sẽ đi qua bên kia mình lấy cái xe để mà mình lái lên trên thử, với mình vẫn muốn hoàn thành cái nhiệm vụ đó các bạn ơi. Chúng ta đã lấy được cái xe rồi. Mình thấy trên xe này cũng có biểu tượng hình con mèo vậy. Nhưng mà cái xe này là xe không không phải là xe ô tô mà là xe mô tô rồi. Cũng không biết là gọi mấy cái xe này là gì nữa. Mình nói chung là mình mù tịt về xe. Chúng ta leo lên trên đây thôi. Tại sao mình lại phải làm cái nhiệm vụ như này ta? Nhưng mà mình muốn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ các bạn ơi. Muốn cơm bừ toàn bộ các thứ luôn. Ôi trời ơi, không được rồi, kỳ vậy. Ế, hay là không phải như vậy mà là phải lấy xe lên trên mấy nhà này luôn. Tại vì mình thấy cái nhiệm vụ nó ghi là to, để xem lại nào. Cái này không phải là mấy nhà mà là không phải là sân thượng mà là leo xe lên mấy nhà. Trời ơi, các bạn đợi mình một chút nhé, để mình tìm kiếm thông tin có cách nào để đưa cái xe lên mấy nhà không. Mình vừa phát hiện ra một điều là cái những gì nãy giờ mình làm đều là công cốc cả, chẳng có được cái gì hết. Và đây mới là cách làm chính xác này. Chúng ta phóng hết tốc độ nào, cố lên. Đúng rồi, phóng hết tốc độ. Không biết mơ gì kỳ ghê luôn các bạn ơi. Đúng là khó hiểu thiệt. Bây giờ chúng ta phải gọi là chạy thẳng. Đúng rồi, phóng mạnh lên. Đúng rồi. Ok, lái xe được lên trên sân thượng rồi. Bây giờ chúng ta có thể ngắm cái cảnh trên đây các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Không phải là chúng ta bay lên mà là chúng ta dùng xe để leo lên đây thì cảm giác nó rất là khác luôn. Ồ, trên đây có một cọc tiền này. Ế, 20.000, trời, đối với mình là cái số tiền này chỉ là số tiền bé tẹo thôi. Bởi vì công chúa thì rất là giàu nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là làm một cái việc cuối cùng trong ngày hôm nay. Bùm. Rồi té xuống như vậy mà không bị sao cả. Vâng, và ngày hôm nay mình sẽ tham gia tiết học trong cái trường này một cách đầy đủ nha các bạn. Mình sẽ ngồi ở đây để học này. Rồi, chúng ta hoàn thành được cái môn quốc ngữ rồi các bạn ơi. Chúng ta học xong rồi, bây giờ chúng ta lên trên đây để gọi là thực hiện một sự cải cách ở trong cái lớp này. Không thể nào để cái lớp này nó cứ mãi như thế này được. Đâu, để xem có sự cải cách được không. Bạn này ngủ rất là tốt này. Có bạn này học hành rất là chăm chỉ luôn, nhưng mà bạn này nói chữ vô. Và bạn này cần phải bị hủy diệt. Ok, chị đi đâu đó mấy bạn? Cái gì vậy? Gì hết? Trời, cái lớp này lắm vòng phản là công chúa các bạn ơi. Không thể tha thứ được. Đâu rồi, vũ trang. Vũ trang đâu? Buông. Được, chạy đi. Đâu, 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 đâu. Đứa nào chạy ra khỏi công trường.
Boom. Đứa nào chạy ra khỏi công trường đâu. Boom. Đây là cải cách, không có đứa nào được phép nghỉ học trong giờ giữa học hết. Có một sự cải cách ở đây. Đó, thấy hiệu trưởng rất là thoải mái không? Không có chuyện gì xảy ra. Boom. Đứa nào bước ra cổng trường. Boom. 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 Chạy đâu á? Chạy đi đâu? À. Ơ. Cái xe kia nó dám tông mình các bạn ơi. Con kia chạy đâu rồi? Đuổi theo nó. À, chạy hả? Chạy không? Chạy này thì chạy. Con kia báo cảnh sát, báo cảnh sát này. Chúng ta cần phải có một cái sự cải cách ở đây các bạn ơi. Là không được phép nói chuyện vô hay là làm bất cứ thứ gì khác trong giờ học cả. Chỉ được phép học mà thôi. Vâng, và chúng ta đến với tiết học tiếp theo. Đó chính là tiết học tiếng Anh. Rồi mình sẽ ngồi vào ghế thôi. Có vẻ như lớp học này không ai khác ngoài mình hết nhở? Cũng đúng thôi, tại vì mấy đứa kia mặc đồng phục khác mình mà. Oh, có một anh bạn nằm ở bên kia. Tốt. Cô giáo rồi ta. Cô ơi, tới tiết tiếng Anh là sao chưa thấy cô nữa? Đừng bắt em phải ngồi chờ nhé cô. Ok. Không lẽ nào. Ok, cô tốt lắm. Cô làm tốt lắm. Được. Đi từ từ vào à. Ủa. Đúng rồi, đúng là cô này rồi. Tưởng cô khác. Cô đi từ từ vào, ok. Không có một ai tức giận, nóng giận gì với mình cả các bạn ơi. Bởi vì mình làm điều đúng mà. chúng ta học tiếng Anh thôi. Đó, chúng ta đã hoàn thành môn tiếng Anh rồi. Cái gì? Hồi nãy cô có dám đến lớp chạy đúng không? Cô còn đi chậm rãi, rất là từ tốn nữa. Nhưng mà cô thả tim cho mình. Cho nên là thôi tạm thời tha cho cô nha các bạn. Rồi. Có một đứa đi học trễ hơn mình lúc này. Không biết chờ mấy giờ không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến môn học tiếp theo. Đó chính là học môn học đó ở phòng tin học các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi đến phòng tin học trước nha. Rồi mình đã đến lớp học tin học rồi. Mình không biết là chỗ ngồi của mình ở đâu đây. Hay là ngồi ở đâu cũng được ta. Mình ngồi ở đâu cũng được cả các bạn ơi. Bù PC trời, bấm như điên vậy. Bạn kia làm gì ngó mình hoài vậy ta? Bạn làm gì ngó mình hoài thế? Ôi, ngó quá chừng ngó luôn các bạn ơi. Tao thử nói một câu xem. Ok, mới nói một câu xong đổ mệt luôn rồi. Xe làm tốt việc lắm Xe ơi. Vỗ lưng Xe cái rồi. Ủa, mới vỗ lưng Xe con cái sao Xe nằm rồi? Để coi. Mình phải để móc súng ra xem là đứa nào dám chạy ra khỏi trường thì mình sẽ giải quyết chúng nó. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi là trong giờ học không được ra khỏi lớp. Hiểu không? Trong giờ học không được ra khỏi lớp. Này thì đầu gấu này. Trong giờ học không được ra khỏi lớp. Đã rõ chưa? Trong giờ học không được phép ra khỏi lớp nha. Trời ơi, thật là không đứng đắn chút nào cả các bạn ơi. Trong giờ học mà chúng nó dám trốn ra khỏi lớp như thế này. Mình chỉ mới vỗ lưng sen cái thôi mà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái môn học tiếp theo để mình kiểm tra trong đây nè. KT. Rồi, mình biết môn học tiếp theo của mình là gì rồi. Môn học tiếp theo của mình sẽ là môn học và chuẩn bị nấu ăn như thế này. Nhưng mà, ủa? Tiết học nấu ăn nó kết thúc rồi. Ủa, cũng tính là hoàn thành rồi các bạn ơi. Cô vất vả rồi cô ơi. Cô vất vả rồi, chờ cô nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết học tiếp theo nữa thôi. Có hai tiết học, mình sẽ làm luôn hai tiết học này một lượt. Là tiết học này là tiết học thể chất các bạn. Mình sẽ đến phòng thể chất. Rồi mình cần phải tham gia tiết học. Ok, hết cách rồi, chúng ta cần phải tham gia tiết học múa ba lê. Học xong rồi các bạn ơi. Có rất nhiều nhân vật đang ở đây luôn. Mấy nhân vật này rất là nguy hiểm nhá, theo mình biết là như vậy. Tại vì mấy nhân vật này á thì có một cái khoai, mình cần phải tham gia vào tiết học marathon ở bên kia nữa. Có thay được đồ thể dục không?
Không à, chúng ta chỉ thay được đồ này thôi. Ok, vào nhà vệ sinh xem có thay được đồ không. À, hình như là mình chưa từng vào cái nhà vệ sinh trong đây nhỉ. Ok, thử vào phòng bên đây xem. Đây là phòng dụng cụ thôi, không phải là phòng để thay đồ rồi. Chắc là mình cần phải ra sân tập thì mình mới thay đồ được các bạn. Ok, mình sẽ qua bên ngoài chỗ cái này. Ở trên đây có thay đồ không ta? À, có, tốt tốt. Rồi. Thay đồ, mỗi lần thay đồ nó hơi giật giật ta. À, thay đồ xong mình chỉ cần chạy như vậy thôi là xong tiết học rồi. Ồ, xong tiết học rồi các bạn ơi, quá nhanh luôn. Ừ, và tiếp tục là thầy lại vất vả rồi. Thầy vất vả quá cho nên là em sẽ tặng thầy mấy viên kẹo đồng ăn cho ngọt miệng nhé. Rồi, mình rất là thích cây này. Bùm. À, chúc xe ngủ ngon nha. Thay lại đồ học sinh như thường lệ. À, nói chung là tất cả các tiết học mình đều đã tham gia rồi. Ở thì vẫn còn một nơi nữa để mình đi đến luôn đó đi các bạn ơi. Rồi chính là nơi này đây các bạn ơi. Phòng học bơi của trường học. Cái công nhận là ngôi trường này thật sự quá là rộng lớn đi, nó siêu quá các bạn ơi. Thậm chí là có cả phòng thay đồ ở trong đây nữa này. À, nhưng mà không thay đồ được à? Ê, không thay đồ được các bạn ơi. Đây là một cái khu vực dành riêng cho hồ bơi luôn mà ở trong trường có tất cả nó. Các bạn thấy nó đỉnh đến cỡ nào á? Mình nhớ hồi cấp 2 mình đi học á thì trong trường của mình là mỗi lần tới tiết học bơi là phải đi qua một cái khu vực khác để mà học bơi, chứ không thể nào mà có cả một cái sân bơi trong trường như thế này được. Nó tốn quá nhiều kinh phí. Rồi chúng ta tham gia vào tiết học bơi đi nào. À, chiêm ngưỡng đồ bơi của công chúa nào. Ở đồ bơi quá tầm thường, là bikini mới mới đẹp. Rồi. Ê, mới nhảy xuống xong rồi nhưng mà mình sẽ thử bơi qua bên kia xem. À, chìm xuống đó. À, chúng ta có thể quan sát được đôi bồng gò đảo luôn. Rồi, bơi 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 bơi. Oh. Bơi xong rồi làm thế nào để mình lên được trên này? Oh, cái bơi lâu như thế này mà không cần thở luôn à, đỉnh á. Đây là kiểu bơi gì vậy? Ở trước mình có đi học bơi nhưng mà mình cũng chỉ là vào hồ xong rồi cố gắng vẫy tay vẫy chân thôi chứ mình cũng không biết cách bơi là như nào luôn. Thì con người không phải cá mà cho nên cũng đâu có thể bơi được đâu. Mặc dù nó bơi được nhưng mà cũng không thể nào bơi mãi mãi được. Cũng giống như là mấy con chim vậy, nó khỏe bay trên trời nhưng mà người thì không. Rồi, chúng ta học xong tiết học bơi rồi. Rồi, cuối cùng là mình đã tham gia toàn bộ những cái tiết học ở trong trường. Nói chung là tất cả những cái thành tích thì mình sắp hoàn thành rồi, còn một vài chỗ mình chưa biết và một vài thành tích mình vẫn chưa hoàn thành được. Và có lẽ là trong video lần sau mình sẽ hoàn thành luôn những cái thành tích đó và lái xe lên sân thượng của trường học. À, mình lúc đầu thì mọi thứ mà mình làm nó đều cốc cốc cả. À, không biết là tại sao mấy người ở bên Nhật người ta lại tìm được cái cách mà bay lên trên sân thượng như để bay lên mái nhà của trường học như vậy, thật sự quá là đỉnh luôn. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này hãy bấm cho mình một like đăng ký nếu các bạn là người mới, và đừng quên lướt vào chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.